đừng đừng làm, để mẹ làm cho. Để nghe gửi. Thấy có cái lớp đen rồi đó cô. Giờ là đen rồi, hết rồi cô đen. Ăn đi, trời ơi, cho chú đi. Cho chú đi ha. Cái đó cái gì vậy? Cho mẹ. Cái này bánh nè, bánh cho mẹ đó. Cho bánh cho mẹ. Bố mẹ mua cho mẹ ăn hả? Bây giờ chú đâu? Chứ nằm đó, nhiều quá thì đâu nằm nhiều quá nóng lên. Nó nóng lên luôn chứ. Giờ con dọn ghế ăn uống vô. Ngon ngon cái cưng quá à. Cái này cái gì? Đó thấy không? Con gái mua đâu đâu? Mua bánh gì vậy? Bánh gì cho mẹ? Giỏi chưa? Ai mua vậy? Ông bà nào mua? Cho mẹ luôn. Ông ngoại mua, ông ngoại đâu rồi? Đi rồi hả? Mua bánh gì cho mẹ vậy con? Mua bánh gì cho mẹ vậy? Mẹ bánh đến này đó. Nè, cắn đũa cho mẹ luôn. Nè, rồi mời mẹ ăn sao? Hình ảnh mà nhìn thấy tội tội nghiệp. Thương mẹ lắm đó. Gì con? Cái đó chị lại. Nó bị lớn mà biết chăm sóc mẹ cơ đó đó. Rồi ngủ với mẹ. Chung chú. Nó bị mà nó như căng xương gì đó. Cô cho con xem là cái vết thương của nó cái lúc đầu, lúc ban đầu với lại cái lúc mà mừng dùng. Dạ. Ủa sao giờ tới dưới bụng luôn hả gì tới cô? Dạ, tới đây luôn hả? Dạ. Ăn xuống tới đây luôn. Giờ có đắp thuốc không cô? Không, đắp mà thuốc tây mình á. Chị máu hả? Ôi. Tại nó. Trời ơi, tại nó dính á rồi chị gỡ ra. Tay ra. Chị gỡ ra nó bị chảy máu, từ từ thôi, đừng có gấp. Từ từ. Không có gì đâu, từ từ thôi. Đừng đừng làm, để mẹ làm cho. Để gỡ gắt qua quá nó như nó khô quá nó ruột rồi. Thấy có cái lớp đen rồi đó cô. Giờ đen rồi, hết rồi nè. Nè, lớp đen hết trơn rồi. Dạ. Nó tháo ra để ngồi thai luôn nè. Hồi thai luôn. Tới đây nè. Đang đắp thuốc, bây giờ nó khô được cái vết thương rồi. Là cô gắt thuốc tây. Gắt thuốc rồi lên trắng trắng rồi. Ông ấy là làm gì đâu có được, nó hôi dữ á, bây giờ nó đâu có hôi. Một phiết vô một quấy luôn á. Phiết vô tới đây luôn, vậy nè. Rồi chừng nào nó vô thuốc cái này nó ép lại, nó cắn lại mới người ta mai được. Bây giờ này đâu có mai được đâu. Dạ. Thôi được rồi cô. Rồi cô cũng tháo ra luôn hả? Tháo ra để chút hai luôn hả? Rồi tôi rửa luôn. Dạ. Đó. Thì là cô rửa một ngày là làm bốn lần. Hai lần sáng chiều vậy đó. Hai băng nó hoài vậy đó. Ấy là đi chị, ấy là đi. Vậy mới là bác sĩ nói cái chân thương này nó mới không có đập máy. Bây giờ là... mà mình biết cách rửa hoài. Dạ. Đi bệnh viện của tôi rửa đó. Dắt sáng người ta vô, người ta rửa rồi dắt chiều tôi làm đó. Dạ. Giờ giống như khô rồi đó cô. Bệnh viện làm luôn. Thấy giống như là chuẩn vậy nhưng mà nó khô được hả? Khô cái vết thương. Khô mà. Khô mà nó có giảm đau được chút nào không chị mới là? Nó thấy là cô là... nếu mà chị giảm đau được á là giống như thuốc, nó chịu thuốc ở trong bệnh viện rồi đó. Dạ, chịu thuốc hơn. Phải mà nó không giảm đau á, không ấy lúc nào nó đâu có được vậy, cô, nó khóc. Cô thấy lúc ban đầu nó ẩn đỏ nha. Nó ẩn đỏ, nó lầy xanh quanh, nó lầy ra nhiều. Xanh quanh cũng đỏ. Xanh quanh luôn. Mà bây giờ thấy cái màu của nó là nó khác nè cô. Bây giờ nó khác lại, thấy sao? Cái màu nó hơi sậm. Sậm nó hình như là nó khô lại á. Khi dọc đi, khi dọc được. Khô tới ở trong luôn, cái đường bị phiết á, nó khô ở trong luôn. Khô trong luôn. Mới mà mọc thịt lên bẳng này chắc cũng không biết ăn bao nhiêu tí tu mới mọc lên. Không, mình nếu như mà nó lành nó cho nó phiết luôn cũng được. Chứ đợi mọc rồi chắc. Người ta nói, bác sĩ nói chừng nào ăn nó mọc ăn, thịt lên bẳng á. Ăn hải sản là lên liền. Nó mọc lại. Mọc lại. Chừng nào mới lên á. Dạ, mọc lại bẳng. Cái nó không ăn vô tới đó là nó ngưng lại thuốc, khi mà vô thuốc rồi khi thuốc không ăn nữa thì từ từ cái thịt chết nó sẽ lành rồi ăn cái đầu thịt cái lớp trên ra. Này chắc chết rồi cái mà lớp trong này nó chết rồi cái thịt chết nó sẽ mốc gì là bác sĩ kêu ăn cua ăn tôm ăn tép cho nó mọc thịt tôm đi cũng không sợ hành hết ta cái đó cũng độc lắm mà độc mà chị đây kêu ăn.
Nó bữa nay nó ăn vô ngứa à? Đúng rồi, ăn hải sản vô thấy thường tao bị thương này kia ít ăn hải sản này kia đó, đúng không con? Mà nó bữa nay hơi ngứa nè. Dạ. Mà nó mọc ra. À, mọc lại. Kệ bác sĩ dặn mà. Có gì mình điện cho bác sĩ. Điện bác sĩ có lấy số điện thoại điện. Tao thấy cũng chuyên nghiệp. Bữa mà lai đi được 3 ngày con nó đi vô bác sĩ khóc luôn. Trời, bác sĩ. Nó nói mẹ ơi hết bệnh chưa? Mẹ ơi hết đau chưa? Ở nhà khóc luôn. Khóc, bác sĩ chuyên nghiệp quá khóc. Trời ơi. Mẹ ơi hết đau chưa? Con nhớ mẹ quá. Nãy xin ngoại ơi ngủ với mẹ chút đi. Tao không cho gần mẹ nó, sợ nó làm chúng nè. Dạ. Mấy nay là ông xã vẫn đi làm, chị Lai vẫn đi làm hả cô? Cũng đi làm vậy. Rồi chiều về hay sao? Chiều vô một chút gì đi nữa. À, chiều vô thăm. Thì vẫn đi làm chứ anh muốn lo cho chị. Cũng lo cho con nó đi học. Tới hai đứa lận. Một đứa thì học lớp 7, cũng tiền đi mỗi ngày. Đi 30 ngàn, rồi một đứa lớp 3 thì cũng 20 ngàn. Dạ. Một ngày chi phí con nó đi một ngày thì cũng 60 ngàn thôi. Một buổi chiều con nó 10 ngàn nữa. Dạ. Về về là ảnh về là có nói chuyện được không chị Lai? Có tâm sự được không? Không. Có động viên vợ không? Động viên chị. Ráng lên, vì chồng con người vì gia đình nữa. Phải vượt qua căn bệnh. Nó cũng có một đứa nó mà gắng hết sức lực luôn á. Gắng chừng nào hết cái đầu tới cái đó. Thực sự thì khi mà khán giả cũng như là mọi người á xem được câu chuyện mà chị Lai không kể về cái sự sống của mình á, để đi khi mà cô bị bệnh á, đi cầu xin là thế. Thì bây giờ nó còn thiếu bà chùa Dơi nè. Đi dai cho mẹ hết bệnh mà bây giờ người ta nói đi cũng khỏi cần gì đâu. Dạ. Như trầu cao với chuối có gì thuốc mà bà ngâm đó. Dạ. Bà chùi miệng bà đó, lấy cái ba bóng nó đi là bà vừa ấy rồi. Dạ. Đi cúng hoài người ta không nhận. À. Bây giờ mới người ta điện lại nè, đi cúng nhiều đó được rồi. Dạ. Cho nó đi luôn á. Nó gian ra hay sao cho nó đi lại bà trả gì đi. Người ta điện lại cho nó đi vậy mới là mình đi thuốc trúng thuốc là nó mau hết bệnh. Dạ. Có cô chú nói điện là kêu chị Lai mà đi đến cái chùa nào mà xin bệnh á thì mình đến ngay cái chùa đó và mình sẽ giấy lại mình xin tội lại tha tội cho mình chứ mà mình lỡ mình cũng một thời gian dài chịu đựng với căn bệnh đau đớn biết bao nhiêu mà nói. Đúng qua rồi. Rất là chịu khúc mà chạy khúc nam kìa nó đau lắm. Dạ. Mà nó chịu được. Lúc đó là cô bị bệnh nặng lắm hả cô? Nặng lắm. Lúc cô bị gì? Bị mà cái phổi bị cái gì người ta mổ lấy mụ ra đó. Ôi, trong phổi á hả? Trong phổi đó. Trời đất ơi. Nó bị mụ luôn á. Mụ nè, một tay vậy nè, ba khúc luôn nè. Dạ. Trời ơi. Mụ dạ. Mổ dài ngay đây luôn. Mổ dài vậy luôn á, lấy phổi ra vậy luôn. Cũng nguy hiểm lắm á. Nghe ông xã tôi nói cũng nguy hiểm lắm á. Phổi mà, mủ ở trong phổi. Giống như bị viêm ở giọng vậy đó, có mủ. Lúc đó là cô chị á, thời gian dài không cô? Cũng dài á, cũng 6 tháng lận á. Ồ. Cũng 6 tháng lận á. Cái thời gian dài cô mới phục hồi lại được. Mới phục hồi á, 6 tháng mới phục hồi được, đi đứng được. Mà cũng không có sức lực đâu mà gắng làm bánh bán lấy tiền ăn. Trời ơi. Gói bánh bán. Gói bánh đi bán. Vừa nó làm đâu có được đi đâu. Lúc đó không có đồng xu nào trong nhà đâu. Gán đại mua lấy đồ người ta đợi. Làm hay làm bán rồi lấy tiền trả người ta. Yeah. Lúc mà bị bệnh nó rất là khó thiệt. Khó khăn rất là khó khăn. Lúc đó đâu có ai giúp mình đâu. Đâu có ai giúp đâu. Cũng không ai biết luôn. Lúc đó lúc dịch nữa. Đâu có ai đi tới đi lui mình được đâu. Ngay thời gian dịch nữa. Thời gian dịch. Rồi. Hết tiền hết bạc sạch luôn. Bệnh mang bệnh nặng nề luôn. Cô... một lớp nó cũng phát bệnh luôn mà nó không nói nó giấu luôn. Lúc đó là chị Lai, lúc đó là chị có bệnh rồi đúng không chị? Có nụi, nó có nụi chút xíu vậy rồi mà không nói. Một lớp bà nội nó nằm chỗ đây. Là bà nội. Bà nội còn nữa lúc đó. Rồi tôi nằm ở sau, bà nội nằm ở trước, một mình nó chạy tôi chạy lui một mình nó luôn. Trời ơi. Rồi nó mang bệnh vậy luôn. Không nói luôn. Đó đâu có lo tới mà bản thân nó đâu. Không lo tới nó. Cái mẹ hỏi nó sao bà. Mà nó giấu như vậy nói. Mà con nói nữa ai lo mẹ lo bà nội. Đúng rồi.
con nằm nữa ai ba người cùng một lúc bị bệnh như vậy thì chị Lai, cái lúc mà mình phát hiện ra cái mục nhỏ trên ngực á, khi mà mình đi khám thì mình mới biết được cái căn bệnh. À, lúc đó chị không biết bệnh, không có biết nha. Giống một nhọt hả chị? Giống một nhọt. Phản B lớn chị, đầu tiên là phản B lớn. Có gan, gan 2 năm sau này cái bệnh mắc mới đi, nó dạ. Kêu nó đi. Như con đồ lúc đó, mình đè nó xuống, nó lắc qua này, lắc qua à. Nghĩ không à, giống như cái hạch vậy hả? Cái hạch vậy đó. Nó chạy qua chạy lại. Nó nổi phía trên, nó phía dưới. Ở dưới nè, ở chỗ này nè, chỗ đó đó. Nó giống như cái hạch thôi. Đúng. Ở trong cái đầu nó phát nè. Không đau, không hành hết. Không đau, không hành luôn. Cho nên mình đâu có nghi là bệnh không đâu. Không có nghi cái nặng thì. Rồi một lớp mẹ bệnh, một lớp bà nội. Dạ. Yeah. Khoảng bao lâu đó, là chị mới đi khám? Phải chịu vậy đó mà không nói. Dạ. Nó đau lên. Đau lên mới đi khám. Bà nội mất. À bà mất rồi xong rồi chị lúc đó mới đau. Chứ xưa là chút trước là không có đau. Bà nội mất rồi chắc chị. Là lúc đó là chắc cái một ung thư nó đã phát triển lên. Là... Lúc đó chị có sợ không? Nó lên cũng sợ mà không dám đi. Rồi đi nó nói là bị ung thư đó. Nghe một tiếng ung thư nó sợ. Trời ơi. Người mẹ bệnh nằm á chỗ xa lại nhưng người ta nói cái lúc đó là nghe nói là mổ được mà ra, tại vì nó còn nhỏ. Nó không có đi luôn, tới nó bự mới đi hả chị? Bà nội mất mới đi. À. Lên. Lúc đi là bự rồi đúng không cô? Cái một bự rồi. Cơ học gà. Cơ trứng gà. Lúc đó nó còn nằm ở trong rồi. Nằm ở trong nó lúc lắc như chân gà đó. Thôi mà còn nhỏ đó là ví dụ như làm điện vậy hết. Chưa làm. Thôi còn nhỏ là ví dụ như mình gờ mình đè vô mình gờ vậy là mình biết không chị? Người ta kêu siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm, chụp X-quang, chụp CT, chụp tùm lum rồi đó. Là người ta nói mổ thì không được qua 3 tháng. Cho em kiếm thuốc nam đi. Đi về kiếm thuốc nam đi. Rồi đi mấy tiếng. Đâu có một phòng thuốc đâu đi Sài Gòn, trong bốn Sài Gòn. Cho kỳ ta có nhiều người thấy cũng phẫu thuật cắt bỏ. Cắt bỏ mà cái này cắt không được, nó ác quá. Yeah. Ác tính dữ quá. Để nói chứ căng gan phổi. Có hạch trong bụng. Gan phổi là bị di căn nữa. Cái cứu loại trước cũng nó đâu có đứt vậy đâu. Dạ. Yeah. Chạy qua chạy lơi vậy. Bây giờ là gì hết, không có hành mình đau đớn gì hết, mà tới bằng cái trứng gà thì bắt đầu là nó lại đau, thì khi mực khi đó thì nó bự rồi. Người bác sĩ đi tế bào mới đau á, người ta lấy cái chích đó, lấy vô lấy tế bào của gà à, chích thẳng vô là cái mục đó, bông vô cái cục đó đó, tặng mình lấy cái tế bào đi xét nghiệm mới là nó mổ được. Trời ơi, bây giờ đi bác sĩ chịu mổ đâu, để nó vậy luôn. Nếu mà vô thuốc đó được rồi. Ủa giờ cái cục đó là bể rồi mà. Thì bể rồi nè. Bể rồi mới ra cái này. Đắp thuốc có chắc thuốc nào đó. Sao chị? Đắp thuốc có đắp thuốc nào vô. Ăn thịt thì chắc là ăn hết cái cục đó rồi. Đúng rồi. Nó mất cái cục đó luôn rồi. Thịt thì bây giờ nó bị mất nhiều lắm. Thịt nhiều lắm. Mất thuốc chứ tôi nói với chú đó. Tự nhiên mà mở lên ban đêm rồi nó chắc xăng mở lên nó tự nó lung ra mất từ đâu đi đâu, một ngày càng ăn thấy sợ luôn. Mới bây giờ là thấy vậy là cũng đỡ, tôi dở lên đỡ nước mắt tôi rồi. Lúc mà nó nằm ở nhà tôi gỡ lần nào tôi khóc lòng đó, lỡ lần nào tôi khóc lòng đó. Dạ. Yeah.
nó tiếc thịt mà không biết đi đâu, mà cuộc này không biết đi đâu. Cô nghe với là cô hay được cái căn bệnh là nó cũng như là một cái cú sốc, cú sốc đối với mình rồi. Tự nhiên mà thấy chị là nằm như vậy thì đâu có biết được là chị nhìn vô chị là không biết gì phải mắc đâu. Một cái căn bệnh mà quái ác như vậy đâu. Cái này là không có vợ lên là không biết bệnh đâu. Dạ. Con đứng nè, con đứng từ xa vậy nè, con nhìn là không có thể nào mình mà biết là chị bệnh. Chừng nào vợ lên mới biết bệnh. Dạ. Vợ lên thì thấy nó rất là kinh khủng, nó vết thương nó rất là lớn. Đi vô tới bệnh viện người ta xung quanh một hồng đó, người ta chạy ào vô coi nó luôn. À. Chạy ào vô coi nó, không có tưởng được mà nó gái này nó nặng tới cỡ nào. Người ta thấy bình thường vậy mà nói ung thư hả? Con nó ta, ai hỏi chắc là cũng không có tin luôn á cô. Mẹ con bệnh ung thư vô đó, nói một câu đó người ta tiếp vậy. Vô trong đó có ai mà biết chị mới like không, có xem trên mạng không biết không cô, có ai biết không? Cũng gần thì người ta biết, thì xa người ta không biết đâu. Các người bệnh trong đó không biết. Mà có người quen xa người ta nhìn lại mới người ta biết. Biết chị mới like, có coi trên ấy rồi. Có trong truyền hình, có điện thoại gì người ta biết, ta cũng chạy tới nhà thăm cái tiền cái gì cũng người ta biết, người ta khóc hoài luôn, người ta chạy tới người ta khóc rồi, ta tự nhiên ta khóc rồi. Thấy chị như vậy đó, chị bị vậy, ai cũng thương hết trơn, ai cũng thương quá trời. Bây giờ nghe mà nó bớt đỡ một phần nào cũng ta mừng, ta dai cho nó hết đi, ai cũng dai cho hết đi. Thì mà người xa lạ nhưng mà cô chú mà nhìn được chị Lai thấy cái gì đó, ai cũng thương hết trơn thật sự. Bây giờ chị ăn cơm chưa, ăn cơm chiều chưa? Ăn chưa hồi nãy rồi. Ăn chưa hả? Mấy giờ mới ăn chiều? 6 giờ gì đó mới chịu ăn. Chắc này gần 4 giờ rồi. 6 giờ mới chịu ăn. Chọn là tối chị ngủ nghe đồ được á. Cơm nước xong rồi kêu nó ăn xong rồi kêu nó ngủ đi. Nó khỏe. Mấy đêm mà chị không ngủ được hả chị Lai? Đâu khoảng mấy đêm rồi? 2-3 đêm. Mấy bữa trước là ngủ được ha? Đi vô trong bệnh viện nó còn người ta ngủ sắp lúc dơ rồi nó còn lưng quân nghỉ hoài. Hết thuốc mà ngủ không được. Sợ hết thuốc nè cô. Hết thuốc nè, ngủ biết sao, sợ ngủ không được á. Có thuốc thì vô đó, uống vô. Mà nghe bác sĩ nói thuốc mình nó đắng lắm, nó khó ngủ lắm. Khó ăn khó ngủ lắm. Mà thuốc đắp thì vẫn còn. Còn. Đắp thì còn nha. Tiếp tục đắp để cho vết thương, trước mắt để cho vết thương của cô lại. Bắt đầu mình vô thuốc là giống như điều trị bên trong. Rồi về thuốc phải đắp bên ngoài. Đắp bên ngoài. Từ từ cái bệnh này đâu có ngày bữa nó hết từ đâu, từ từ nó dài lắm. Lâu lắm, bác sĩ nói lâu lắm, chưa có hết liền đó. Nhưng mà chặn đứng là được cái căn bệnh đó thì từ từ chị sẽ giảm đau, không còn đau nhiều nữa đau. Từ từ bớt lại. Ba nó nói mà còn đau hoài nữa, ba nó hơi nghi sao mà nó đau hoài. Phải rồi, cái trong nó đâu có còn nguyên đau dạ. Hành cái này hành cái kia nó đau gì hoài. Ảnh hưởng rồi. Ảnh hưởng di căn á, di căn thì nó bây giờ phải chịu rồi. Tại vì khi mà một cái bộ phận nào đó không có hoạt động được á thì cái khác nó cũng sẽ ảnh hưởng theo. Nhất là tim nè, là tại vì cái vết thương của chị là thở quanh tim, thở quanh tim hai lá. Vết thương của chị là đi xuống dưới là đụng tim trước rồi, tim đập á, thở quanh tim. Là khám ca bệnh thở quanh tim hai lá. Hai lá. Bác sĩ đang chạy vào giờ nó đang tim nè. Hai lá là mới bắt đầu bị. Rồi cái thuốc vô thì thuốc chạy ba cái bệnh như thường nè. Dạ. Mà còn tim thì bác sĩ cũng chạy thuốc cho uống nè. Để tim là cái bị mệt đó cô, làm mệt. Làm mệt. Hai mới thở hai lá thì cũng như mới bị á. Mới bị á. Mới phát ra nè. Tức là 4 lá là nhiều. Nhiều. Này mới phát ra nè. Rồi tôi nói đừng nó lo lắng gì, đừng nó tính toán gì, nó lạc quan qua đi cũng hết à. Cái tim nó cũng chạy vậy mà. Dạ. Khỏi suy nghĩ gì đâu. Dạ. Cô là luôn đồng hành cùng với chị Lai đó, suốt thời gian dài đó nên là. Thời gian dài lắm, muốn ăn gì cũng chạy cho có. Dạ. Muốn uống gì chạy cho có, cũng uống cho nó khỏe lại. Dạ. Cứ vậy hoài luôn. Dạ. Cứ hy vọng phép màu, cứ hy vọng là chị được khỏe lại. Thì bây giờ tôi hy vọng vậy, tôi không có suy nghĩ gì khác nữa, phải mà suy nghĩ gì khác, tôi không tâm thần mà giữ nó đâu.
rồi ai cũng mong muốn như vậy thôi chứ chờ đợi bác sĩ, chờ đợi bác sĩ thôi. Thấy chị bớt mà thăm hoài á, hỏi thăm hoài. Ừ, nó hết giờ ta đi về ta hỏi thăm rồi, tới nhà ta ta hỏi thăm rồi, giờ bữa nay sao sao gì đó. Ta gọi vậy. Tốt. Ta theo dõi á con. Ta theo dõi đó. Theo dõi mà thí dụ như cái liệu trình thuốc á vô trong cơ thể của mình coi coi nó có phản ứng gì hay không, hay nó có chịu hay không. Nó chịu thì cứ tiếp tục mà làm hoài tới. Mà biết nhà bác sĩ đó có gì thì mình điện cho bác sĩ, chạy đi bác sĩ. Nhà bác sĩ đó biết rồi. Họ cần vô bệnh viện. Bác sĩ mà còn quan tâm, còn chăm còn sóc tâm, cho mình là cái tia hy vọng còn nhiều á cô. Không ấy người ta không cho về đâu. Cho nó nằm hoài vậy tới cử thì vô nữa, tại nó nặng quá mà bây giờ người ta cho về để cho nó lạc quan. Ở trong đó cũng nó mệt mỏi. Ở nhà thoải mái hơn đúng không cô? Ở nhà dù sao hơn. Chăm sóc cũng kỹ hơn. Người ta nói dễ đi không? Nói dễ đi xe tới nhà, cũng 17 cây số thôi tới bệnh viện. Mà đi rồi đi, chỉ đi bằng xe gì? Đi bằng xe 7 chỗ. Ồ đúng rồi, cái đi xe ngồi xe máy. Ngồi xe máy được, đi xe ta đi cho 200 ngàn. Đi đi như vậy có mệt nhiều không chị? Đây. Cũng mệt. Cũng mệt di chuyển lên bệnh viện. Mình lên đó mình nằm hay là mình ngồi? Lên lầu. À ngồi được luôn. Ừ. Bây giờ chị cũng đi tới luôn được mà, nhưng mà hơi bây yếu giờ thôi. Đỡ. Đi tới đi luôn được. Hơi yếu thôi nhưng đi tới luôn được. Thì sợ nó té nữa. Ngồi xuống thì lên không được đâu. Chưa chân giờ thấy là thấy là chân chân bây giờ là nó bắt đầu yếu rồi. Lúc đó là đi ra đi vô từ trong buồng đi ra ngoài này được. Lúc đầu anh em đến ha, là chị đi được. Đi ra được, bây giờ đi cũng tìm. Tại sao mà cũng lạ là cái tay bên đây lại đứt mặt. Ờ. Đang điều trị. Cái này thì vài bữa hết không sao. Giống nhóc nhà nên đi cũng vô lấy kim lấy rồi nó cũng bầm xanh vậy. Nó ảnh hưởng từng phần thôi anh. Mà không đúng mạch hay là bể mạch gì đó, bể mạch. Dạ, nên vài bữa hết à, không sao. Chừng cho tay này lăn hột gà gì con. Không, không có lăn gì đâu, cho lăn gì cho lăn gì chứ hả? Cho lấy nước ấm lăn được. Lăn cho nó bớt bầm. Vài bữa hết à, không sao. Lấy đồng vô nhiều quá. Không, mà tay lên đây thì sưng bự. Bây giờ gán ăn hải sản vô chị. Ăn nhiều. Gán ăn nhiều vô. Vừa có sức khỏe nè, vừa chị bệnh luôn. Vừa chị bệnh luôn cho mọc thịt ra. Đến là thấy chị lại mà tươi tỉnh gì cũng mừng. Cái nói chuyện được. Có gì thì anh em từ từ thời gian để tiếp tục là trở lại thăm tiếp. Không chị cũng như đồng hành cùng với chị anh em cũng như khán giả quý mình Hùng Quân đồng hành với gia đình với chị là để cho chị hết bệnh nha chị. Thật sự cũng có duyên, có rất là có duyên gì lai trong một thời gian dài anh em cũng nhiều người quan tâm đến cái chương trình của tôi em. Chị Lai có cái ước muốn là có cái ước mong gì không chị Lai? Bây giờ chị có mong muốn gì không? Làm sai gì đó nó trong nước ngoài nó giúp đỡ làm sao thì được hết bệnh cũng mừng cảm ơn. Không biết nói cái nói gì. Không biết nói. Chúng sẽ nói chuyện là gắn cái lòng thương. Những khi mà em đến thăm nó giống như chị gắn bình thường là không có gì hết. Anh Quân có giúp không giúp thì cũng vậy à, nói chung nó gì chị gì đó. Thấy vết thương đau rất là nể phục, đau đớn lắm chị luôn. Mắc bệnh như vậy mà chị rất là lạc quan, cũng gắng vậy ai cũng. Nó cái sợ mà bệnh nặng nó đừng có sợ các bác sĩ, sợ. Dạ. Đúng rồi, giờ có bác sĩ rồi, có bác sĩ rồi, bác sĩ cứu được bao nhiêu cũng được mình nhờ nhiêu, ngày cũng được, ngày cũng mừng, đừng có lo gì nữa. Đừng suy nghĩ gì nữa. Đừng suy nghĩ. Gắng ăn uống, gắng giữ gìn sức khỏe vô. Đi cũng vậy, đi vô nằm bệnh viện cũng thinh vậy. Cũng vậy ha. Cũng vậy. Bác sĩ nó lại vô thuốc đau, không đau cũng thinh thinh vậy, không biết nói gì. À. Chị đến thinh à. Chừng nào mệt nói mẹ ơi nặng ngực quá mệt quá mẹ ơi, thì tôi chạy xuống khi bác sĩ chạy lại nữa. Dạ. Yeah.
nó đau nó nhức, nó nặng gì nó nói gì á. Dạ chị ít nói nè. Bây giờ thì mình cứ theo cái bệnh viện đi, theo bác sĩ trước, theo bác sĩ trước đi, từ từ coi sao. Bây giờ người ta nói là người ta cứu được. Ủa cái gì vậy? Mới đồ ăn hả con? Cho chú ăn đi. Mới đồ ăn hả? Cho chú ăn đi. Trời ơi, cho chú đi. Xong cho chú ăn. Cho chú đi ha. Cái đó cái gì vậy? Cái này cho mẹ. Cái bánh đó. Cái này bánh nè, bánh cho mẹ đó. Cho bánh cho mẹ. Mua mẹ, mua cho mẹ ăn hả? Cho chú đâu? Của chú đâu? Lấy cho chú ăn nè. Gái này trời. Nó ăn đi, ngủ cô á, mời ơi, mở điện thoại lên thấy hình chú, nói điện cho chú đi. Dạ. Nói chú ngủ rồi, giờ này chú ngủ rồi. Hồi nãy á, cho ngoại á, cho con xin ngủ với mẹ chút đi. Dạ. Thấy tôi sợ nó làm chúng á, chúng một cái mệt luôn á. Bây giờ chúng là đau. Chúng là đau, nó mệt, nó hành cái gì nữa mình đâu có biết được đâu. Giờ cử động đi rồi chắc chị cũng đau. Cũng đau, đau mà đau nhẹ. Đau nhẹ. Nằm nhiều quá thì đôi khi nhiều quá, nó nóng cái lưng á. Ồ. Đỡ hoài. Thực tế nha chị. Ồ, nó thấm gần áo luôn hả? Ừ. Thấm gần áo luôn con. Nó bình thường á. Ngày bình thường nó chảy nước vàng được nhiều không? Ít à. Ồ. Chảy ít lại rồi. Ít lại. Chị... Thấy chị ốm. Ốm nhiều lắm. Ốm nhiều. Trước là... thấy hình của chị á, mấy tấm hình ở trên có chị mập mà giờ bị bệnh cái món người đi giờ con dòng gán ăn uống vô tay nó bữa hổm nó sưng phù vậy luôn nè. Lúc đó bự hơn nữa hả con? Bự lắm, chà bá luôn vậy nè. Thôi là trời ơi, nó la gì, nó trời ơi sao mà không được gì, cũng có gì nó mẹ ơi, con qua nè, cái này nè, cỡ này nè, trời ơi. Hai bữa nay bà giờ cũng còn đúng không chị Lai? Còn kìa, thấy cũng còn hơi sưng kìa. À vậy là tại sưng chứ không phải tại cái mọc đó nó sưng. Tại bên đây nhỏ là đúng rồi, tại đó sưng mà. Tại sưng mà chú cũng vô thăm chị Mỹ Lai. Đỡ là sưng nhiều. Đỡ ha. Đây bên đây là nhỏ như bên đây cũng như là 7-10 đó, 7-10 nhờ khác biệt ha. Ừ. Làm như là cái cánh tay bên đây là mình vô nước, nó nước hay gì đó cô? Không, tay bên đây không nhô vô gì đâu, nó đi mà nó sưng. Tôi thấy nó liệu sưng. Chắc là nó ảnh hưởng ngay cái phần vết thương ở trên nè. Người ta nói tại mà cái trong này nó ở trong này một hộp làm mới nó sưng tay. Trong đó có. Bên đây còn xịn là. Dạ. Nó xẹp bên đây thôi. Rồi ảnh hưởng tới tay luôn. Ngày bình thường chị Lai ngồi rồi được nhiều không chị? Ngồi là tay phồng lên á. Bây giờ cho nó ngồi một hồi tay lên. Trời ơi. Ừ. Cái gì vậy? Nằm thôi. Nằm thì nó không sợ. Ngồi một hồi nó lên. Thôi có nằm thì nằm đi nha. Thì ngồi chút đấy sao? Để nổi sưng lên rồi đau nữa. Sợ sưng. Chúng tôi ngồi cho nó thoáng, nằm cũng được. Nóng. Ở đây có nhờ có cái quạt nè, quạt nó cũng mát á. Bình thường thì chị Lai đâu có nghe điện thoại đâu được không? Ừ. Nói chuyện với Mạnh Thường Quân. Lâu lâu cũng hỏi thăm chị khỏe chưa. Mấy đứa con bữa nay đâu hết rồi ta? Một chút về nè. Mấy đứa lớn rồi đi học. Ừ. Đi học. Đứa ở đây nè. Đứa ở đây với mẹ đi con. Nè, nó hỏi chú đâu kìa. Phải lấy bánh cho mẹ kìa. À. Sao mà lấy bánh cho chú ăn? Đợi ngoài bằng ngày gì? Đâu mua bánh cho mẹ đâu, lấy cho mẹ đi. Cái gì vậy? Cái gì mà ngon cái cưng quá à. Cái này cái gì? Đó, à, thấy không? Con gái mua đâu. Mua bánh gì vậy? Bánh gì cho mẹ ăn? Giỏi chưa? Ai mua vậy? À. Ông bà nào mua? Ông bà mua. Mở ra cho mẹ luôn. Ông ngoại mua, ông ngoại đâu rồi? Đi rồi hả? Mua bánh gì cho mẹ vậy con? Mua bánh gì cho mẹ vậy?
Ừ, bánh bánh này đó. Bánh gì? Cái bánh ngồi đi chợ anh ba với chị hai nha. À. Thọt hả? Chị ăn được không? Ăn được. Được ha. Cái đó là trình mình bỏ nước mắm với nước cốt này vô. Rồi con mua cái lon đó, cái lon gì? Bên kia kìa. Lon gì Hồng Liên? Cái đó là gì? Dạ. Cắn đũa cho mẹ luôn. Nè. Rồi mời mẹ ăn sao? Giỏi quá. Mỗi ngày nó giỏi lắm sao mà có gì. Giỏi chưa? Rồi chung ăn đi. Bên kia là cái gì nữa con? Bên kia cái gì nữa? Hình ảnh mà nhìn nó tội ha, tội nghiệp. Thương mẹ lắm á. Gì đó. Cái đó gì chị lại? Sốc hả? Về tiền đổ nha. Dạ. Thương nhiều không? Nó bị lớn mà biết chăm sóc mẹ cỡ đó đó. Rồi ngủ với mẹ. Thương chú không? Thương hết ba chú luôn ha. Sao em, nói chuyện với chú? Thấy mấy chú lại là mời, mời vô liền trời. Lanh quá chừng luôn. Đi theo chú không? Không. Hả? Chúc theo chú nha. Đi không? Đi chú. Theo chú rồi, chú ra ngoài chú nuôi. Đi không? Được không? Đi ông nội đi chợ anh ba đi con. Sai là đi. Mấy tuổi con? À. Tính đem đi vô trường rồi mà mẹ nó bệnh vậy sao đi, mình cứu sao đưa được. Là con gái út của chị Lai, nhỏ nhất ha. Nhỏ nhất đó. 4 tuổi, bằng cờ ghi. Ừ. Bằng cha anh cũng 4 mẹ tuổi. Ơi, thôi mẹ anh vậy nó thấy. Ngoại ơi, điểm cho chú đi. Để cho chú đi. Ông ăn gì đó hả? Dạ. Biết ha, biết mấy anh em đến như là chia sẻ. Tới giờ rất rồi. 4 giờ nè. À, 4 giờ hả con? Dạ 4 giờ, ừ. Ông nội cho ông nội đi rước giùm đi. Thôi thôi, bây giờ con tụi con cũng về á, con có làm việc gì liền. Dạ. Em về nha chị ơi. Thầy ơi, cảm ơn chú nha. Dạ. Chị Vinh sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn chú nè. Cô còn đi rước cháu nữa. Dạ, đi rước tới giờ. Con chào cô luôn nha. Dạ, rồi, dạ, con đi rước đi. Rồi, cảm chào chị. Chị ăn đi, em về. Chị ăn đi. Ừ. Dạ. Cảm ơn gì không biết nói gì ngoài cảm ơn. Tự mở được không? Tự mở được không? Mở được. Mở được không? Tôi mở cho hoài nha. Dạ, chị cô mở cho chị đi. Mời chú ăn bánh khọt đi. Ở đây cũng tiện cái là tao bán ha. Tao bán rồi mình điện người ta đem dạ. Vô. Con gái có ăn không? Con gái ăn với mẹ nè. Không? Cho chú ăn đi. Ủa không có đổ đó vô. Mời khỏi đó, nước dừa đừng có ăn. Dạ dạ. Mời chú ăn đi con. Cô có đi rước bé dạ, đi con đi mà chú ngồi ở đây chơi đi. Dạ 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 cô đi đi ha. Dạ ăn đi chị tự nhiên đi ha. Cô chị mới lai ăn luôn ha. Ồ cầm không nổi luôn. Ờ nó đau á, ảnh hưởng mà. Ngày bình thường là mình cũng cứ tự gấp ăn vậy đó hả chị? Có ngồi bàn ăn hay vậy tay yếu mà tới cầm dơ lên mà cũng có căng sưng nhất. Rồi em chào chị nha, giữ gìn sức khỏe.